Khi tiêm oxytocin quá nhiều bị ngộ độc oxytocin thì phải giải quyết như thế nào? Đó, vậy thì trước khi mà nói đến cái vấn đề oxytocin này, thì chúng ta cần thêm một cái kiến thức nữa, một cái kiến thức nữa nó liên quan đến đến oxytocin với harnmarot nha. Chúng ta sẽ phân biệt này, harnmarot và oxytocin nó có tác dụng hoặc là nó có cái công hiệu như thế nào khi chúng ta sử dụng trong việc điều trị các bệnh liên quan đến viêm tử cung nhá viêm tử cung này trên heo nái này. Vậy thì đầu tiên ấy anh em có thể quan sát ở trên màn hình của phạm xuân trịnh nhá. Anh em có thể quan sát trên màn hình của phạm xuân trịnh. ở đây là tử cung của con heo nhá. Đây là tử cung của con heo. Anh em nhìn đi ạ. Ở đây là tử cung của con heo nái. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ phân biệt là thế nào gọi là oxytocin thế nào gọi là hormone được không ạ? Ở đầu tiên này, trên cái tử cung của con heo nó chia làm ba cái đoạn quan trọng. Ở cái đoạn mà từ chỗ À, từ chỗ cái bím này ví dụ tôi vẽ ở đây là cái bím của con heo được chưa? À, bím của con heo đây. Từ chỗ bím của con heo đến cái chỗ mà công nhét cái phòi phối tinh ấy, nhét cái phòi phối tinh vào được thì cái đoạn này ấy, người ta gọi là tử cung nhá. Đoạn này người ta gọi là tử cung này. Tử cung của con heo được chưa? Tiếp tục này, từ cái đoạn này, từ cái đoạn mà tử cung này đến cái ngã ba sừng tử cung này. Cái này người ta gọi là à, là gọi là tôi cứ gọi là cổ tử cung nhá cổ tử cung này tại sao nó gọi là cổ tử cung tại vì chỗ này nó có ba cái gấp lếp niêm mạc ba cái gấp lếp niêm mạc và tiếp tục cuối cùng này cái phần mà hai cái ngoằng 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 này hai cái ngoằng 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 này đây người ta gọi là sừng tử cung nhá đây người ta gọi là sừng tử cung sừng tử cung nơi mà À, cái phần này nó gọi là sừng tử cung nơi mà nó có chứa đấy Nơi mà nó có uh, Sau này ấy, nó sẽ chứa heo con ở trên đấy Người ta gọi là sừng tử cung đúng không ạ Vậy thì khi mà các bạn hiểu được cái cấu trúc của cái tử cung này rồi Thực ra các ông không biết đâu cái tử cung này lấy rất là hiếm Các ông nhìn trên thị trường có lâu không có kịp tìm được đoạn tử cung nó đẹp như của tôi nhá, Tại vì tôi đã dùng rất là nhiều năm của mình để tìm ra cái này rồi đấy Vậy thì đầu tiên này à, Chúng ta sẽ để ý này Tại sao tôi nói rằng nào Chúng ta không nên tiêm oxytocin khi mà con heo nái nó chưa đẻ con nào. Đấy là điều đầu tiên. Cái điều thứ hai ấy là chúng ta không nên tiêm không nên tiêm oxytocin trong trường hợp nhá, trong trường hợp chúng ta điều trị viêm tử cung. Đây là hai cái rất là quan trọng này. Không nên tiêm oxytocin khi heo nái chưa đẻ là này. Thứ hai là không nên tiêm oxytocin trong khi chúng ta điều trị bệnh viêm tử cung như heo nái và cái thứ ba ấy là chúng ta không lên tiêm oxytocin sau 3 ngày con heo nái đẻ tại sao lại như thế tại vì các bạn biết rằng là cái oxytocin ấy nó khác cái han ở chỗ nào han và ấy là nó tạo lên một cái cơ chế co bóp từng cơn co bóp từng cơn là co bóp như này đúng không nó làm cho cơ thể của nó hiểu rằng đến lúc phải mở cửa tử cung cho dịch viêm chảy ra hoặc là đến lúc mở cửa tử cung cho việc phối giống hoặc là mở cửa tử cung để heo con nó chui ra đó vậy thì cái hammer nó có tác dụng co bóp cơ trơn và cơ vòng từng cơn như thế này nó có bóp rất là nhẹ nhàng như thế này nhưng cái oxytocin ấy thì cái tác dụng của nó cũng là co bóp cơ trơn cơ vòng nhưng nó bóp như thế này Đấy, các ông thấy không? Các ông thấy hiểu cái cách bóp chưa? Vậy thì khi mà các ông điều trị cái bệnh liên quan đến viêm tử cung trên heo nái ấy, mà ông nào khi mà điều trị phát mà các ông tiêm oxytocin thì thảm họa xảy ra tại công biết có biết tại sao khi mà oxytocin nó làm co bóp cơ trơn và cơ vòng lúc đó cái cổ tử cung này nó chưa mở ra này được không? vậy thì trong trường hợp ấy mà con heo nái nó bị cái viêm nội mạc tử cung tức là dịch viêm nó nằm ở trong sừng tử cung này thì khi các ông tiêm oxytocin cổ tử cung mà nó chưa mở ra thì cái dịch viêm nó đẩy ra không được thì nó sẽ đẩy ngược trở lại hai cái quả hai cái buồng trứng này nó đẩy ngược trở lại hai cái buồng trứng này nó làm cho nó bị viêm phễu trứng nó làm cho con heo nó hỏng mất vậy thì nếu mà anh em nào ấy mà trong quá trình điều trị bệnh viêm tử cung như heo nái mà đầu tiên các ông đã tiêm oxytocin thì đấy là một sai lầm mà sai lầm không thể cứu vãn trong cuộc đời này à, tôi vẫn thường nói là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời là đã đánh mất em khi tuổi 20 đấy kiểu như thế đúng không? vậy thì chúng ta cần phải chú ý là trong những trường hợp như sau là không được dùng oxytocin này tôi sẽ ghi ra đây để cho các ông các ông nhớ nhá là chú ý này chú ý không dùng oxytocin trong các trường hợp như sau trường hợp số 1 này trường hợp số 1 là khi heo nái chưa đẻ heo lái chưa đẻ thì các ông không được tiêm oxytocin. Cái thứ hai này, trường hợp số 2 này, à, số 1 là trường hợp số 2, đúng là trong quá trình điều trị, điều trị lái viêm. Điều trị lái viêm các ông cũng không được tiêm oxytocin công ông nhớ Cái thứ ba này Trường hợp 3 này đó, Trường hợp 3 Là sau khi đẻ 3 ngày sau đẻ 3 ngày các ông cũng không được tiêm oxytocin đây là ba chú ý cực kỳ quan trọng, ba à, chú ý cực kỳ quan trọng. Tôi sẽ giải thích từng cái một nhá, tôi sẽ giải thích từng cái một. Các ông nhớ rằng là khi mà cái con heo nái ấy, nó đi vào trong quá trình sinh sản ấy mà cổ tử cung nó chưa mở ra mà các ông lại tiêm oxytocin thì nó lại co bóp cơ trơn và cơ vòng, bắt đầu nó đẩy heo con ra mà heo con đẩy ra mà cổ tử cung nó chưa mở, đúng không? cổ tử cung mà nó chưa mở mà các ông đã tiêm oxytocin thế thì đồng nghĩa với việc là nó co bóp cơ trên cơ vòng nó làm cho bục tử cung đấy là điều bình thường đấy là cái thứ nhất chú ý thứ nhất là tại sao heo nái chưa đẻ chúng ta không được tiêm ví dụ như là anh anh xuân nam anh mở trước mình hay trích khi đẻ được năm sáu con ok không anh đúng rồi thực ra là cứ đẻ từ một con là có thể trích được rồi còn năm sáu con trích thì quá ngon tại sao nó Ng lại, ngon tại vì anh đẻ nó đẻ tự nhiên khoảng năm sáu con sau đó thì anh trích để kích thích thôi tại vì trong cái giai đoạn nó mới đẻ một con ấy thì lúc đó con lợn nó còn sung sức thì nó đẻ nó có rặn nó có đang sướng nhưng khi mà nó đẻ được khoảng tầm năm sáu con rồi bắt đầu nó mệt mỏi rồi đó thì chúng ta tiêm oxytocin vào để trợ cho nó đẻ nhanh hơn trợ cho cơ trơn cơ vòng nó nó bóp nhanh nên nó đẻ cho nó nhanh cho nó sướng đó rồi nhá, vậy thì à, chúng ta sẽ không tiêm nhá không tiêm oxytocin trong trường hợp lái chưa đẻ cái thứ hai ấy, là khi mà điều trị nái viêm ấy thì chúng ta chú ý là cũng không tiêm oxytocin tại vì sao tại vì khi cổ tử cung mà nó chưa mở ấy mà anh em tiêm oxytocin thì vô hình dung là dịch viêm nó không chảy được ra ngoài thì nó sẽ chảy ngược lại ở hai cái sừng tử cung và khi đó nó làm cho bị à, viêm viêm phễu trứng nó bị viêm buồng trứng và cuối cùng là to tí te cho đi lò mổ à. tiếp tục cái thứ ba là sau 3 ngày đẻ chúng ta không tiêm oxytocin Tại vì các bạn đã biết đây là tử cung của con heo đó Sau khi đẻ khoảng 3 ngày Cái cổ tử cung này nó đã khép khép lại rồi Vậy thì khi nó khép lại rồi Mà chúng ta vẫn cố tình chúng ta tiêm oxytocin ấy Chúng ta vẫn cố tình chúng ta tiêm oxytocin Thì vô hình dung làm cho à, Vô hình dung làm cho cái gì ta Khi mà chúng ta nhé Khi mà chúng ta cố gắng chúng ta tiêm cái oxytocin ấy, nó sẽ làm cho cái cổ tử cung này nó đã khép lại rồi đại để công cái hiểu đơn giản là nó khép lại rồi vậy thì cái dịch viêm nó không đẩy ra được thì nó đẩy ngược trở lại và khi đó nó trở thành thảm họa của ngành chăn nuôi đó, ok đấy nhá đấy thì trong cái trường hợp mà lúc nãy bạn ấy nói rằng là khi mà tiêm oxytocin quá nhiều và nó bị ngộ độc thì làm thế nào thì chẳng qua hay là ngộ độc là như thế nào khi chúng ta tiêm oxytocin -si này oxytocin -si quá liều nha nó không gọi là ngộ độc mà nó quá liều nó làm cho nó gọi là liệt cơ trơn cộng với là cơ vòng nó liệt cơ trơn và cơ vòng và thì nó chẳng tại sao nó chẳng sao cả đúng không khi mà nó đã đẻ xong rồi thì cho mày liệt cũng chả sao nhưng khi mà nó chưa đẻ mà liệt mất cơ trơn cơ vòng ấy thì các ông chỉ có mổ đẻ thôi chứ còn lâu nó mới đùn được dịch viêm ra à nó được có lâu nó mới đùn được theo con nào anh em hình dung vậy, vậy thì đấy là cái cách mà chúng ta tư duy về việc sử dụng oxytocin còn oxytocin thì thông thường nghe chúng ta sẽ tiêm cách nhau từ 4 đến 6 giờ thôi chứ công đừng thấy rằng nó kém đẻ một phát hoặc là con nó to quá các ông cứ tiêm như tiêm kháng sinh ấy ở